Rồi thầy sẽ giải đáp thắc mắc bằng hỏi về tên của tay hai chức. Thì chúng ta lưu ý cho thầy tên của tay hai chức thì tay hai chức chúng ta có các dạng như sau. Dòng 1. Lấy tay hai chức chúng ta là có hai nhóm chức COO, hai nhóm chức COO. Nó đi từ axit hai chức là RCOO, H tất cả hai và ancol. Ancol ở đây là hai cốc R phải và R2 phải. Đối với thằng này thì chúng ta hiểu như thế này, cái tay này chúng ta cắt làm đôi thì phần này thuộc về ancol này, phần này thuộc về ancol, phần kia thuộc về axit R C O O H là phần ancol này, phần này phần axit R C O O H là phần axit. Bên này chúng ta có hai ancol là R phải OH và R2 phải OH. Được chưa? Cách gọi tên thì chúng ta sẽ đọc tên R phải, R2 phải trước, sau đó đọc cái phần axit sau. Ví dụ đây. Ví dụ như thầy có ở đây là COO. COO. Bên này là CH3, dưới này là CH, nối đôi CH2. Rồi khi mình gọi tên của tay hai chức thì chúng ta sẽ gọi phần R phải và R2 phải trước. Như vậy sẽ đọc có phần CH3 trước, đọc là metin. Tiếp tục, sau này đọc là vinin. Trong hai góc thì góc nào có chữ cái xuất hiện trước thì chúng ta sẽ đọc trước. M xuất trước xuất hiện trước V, thì đó đọc M trước V đọc sau. COO chúng ta đọc là O salad. Đó, O salad. Vậy thôi. Đó là ví dụ 1. Ví dụ 2. Ví dụ V2 của em thầy lái cho em đó là CH2. COO COO ghế tay thì chúng ta luôn luôn lấy ghi kiểu như thế này thì nó dễ nhìn lắm. Ở đây mình sẽ lấy đó là C6H5, CH2 C6H5. Rồi bây giờ mình nhìn phần này là phần R phải này, đây là R2 phải, chúng ta đọc góc R phải và R2 phải trước thì thằng này mình đọc tên là gì? C6H5 chúng ta đọc là phê, C6H5 chúng ta đọc là phê phenin, còn đây là benzin. Trong hai góc thì B sẽ đọc trước phê benzin, rồi tiếp tục là phenin 1 2 3, ba carbon này chúng ta đọc là gì? Hai mình có này, 2 3 6 đúng không? Hai thì đọc là oxa, ba ta đọc là malo, 6 chúng ta đọc là ad ad. Đây, hai carbon đọc là oxa, ba carbon đọc là malo, sáu carbon đọc là ad. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có ba carbon, như vậy đọc nó đọc là a, đó là malo, malonat đó. Lấy một cái ví dụ nữa, ví dụ 2, bây giờ đến ví dụ 3. Tiếp tục ở đây là mình có CH2 tất cả 4, COO COO. Đây mình lấy đây là CH2, CH2, CH3 như này. Mình lấy đây là C2H5. Rồi. Ở đây chúng ta có hai phần. Phần này đọc là bromin, phần này đọc là etin. E đọc trước, bờ đọc sau, đọc là etin. Bromin. Có 6 carbon đúng không? Đây là có 6 carbon. Thì chúng ta đọc là a đi bắt. Cái bát này dành cho tay hai chức á, át này là tay hai chức. Bây giờ thầy sẽ nói về cái tay hai chức, cái dạng thứ hai của tay hai chức. Rồi dạng hai của tay hai chức thì chúng ta sẽ có như sau. Cái tay hai chức chúng ta vẫn có nhóm chức COO, COO. Rồi bây giờ nghe kỹ, hồi nãy mình đang khảo sát đó là axit hai chức, thì bây giờ chúng ta khảo sát axit đơn chức R, R phải và bên này là R2 phải. Lưu ý với thầy như sau, khi mình cắt ra làm đôi mình cắt này thì bên này gì, bên này thuộc về axit, bên này thuộc về axit, còn bên này thuộc về ancol. Như vậy cái tay này chúng ta được hình thành từ axit, hai axit đơn chất RCOOH, R phải COOH và ancol ở đây là R2 phải OH, OH đó. Chúng ta hiểu như thế này.
Đây là gì? Đây là este gì ạ? Đây là este hai chất thì nó sẽ đi từ ancol hai chất. Nếu ở đây nó xuất hiện thằng đi hai, một bình thằng đây là axit đơn chất thì chúng ta sẽ nhân hai. Khi đó nó đảm bảo được este hai chất. Lưu ý cái trong phần này thì ở đây người ta chỉ cho chúng ta là công thức cấu tạo, còn cách gọi tên phần này không có. Nó là dạng hai này chúng ta chỉ có biết được công thức cấu tạo thôi, còn cách gọi tên tất cả nó đều nằm ở dạng số 1, còn dạng hai này người ta không đề cập tới tên gọi, được chưa? Để đây thầy sẽ lấy ví dụ bằng hiểu rõ. Ví dụ 1, HCOO CH2 nối đôi CH COO. Ok, ghi như thế này cho nó rõ này. Đó. Đây, chúng ta ghi COO luôn. Đó. Giờ H đứng đầu, đúng không? Bây giờ hiểu đối với R2 phải này, nghe rõ. R2 phải này chúng ta sẽ có ba, có hai trường hợp thường gặp thôi. Đây. Được chưa em? Thằng này có hai trường hợp, hãy nhớ nha. Đây là cái công cụ để sau này em làm những bài tập liên quan tới bài giảng chính tìm công thức của este hai chất đó. Đây đây này, trường hợp 1 chúng ta nó là ethylene glycol. Đó. Trường hợp 2 chúng ta nó là CH3, CH2. CH2. Ở đây là CH thôi. Đây là CH2 này. Thì đây là OH này. OH. Nhờ. Hoặc là chúng ta còn có thể gặp một trường hợp thứ ba nữa. Đó là CH3, CH, OH, CH2, OH. Đó. Chúng ta chỉ gặp đúng ba trường hợp này thôi. Còn ngoài ra không gặp thêm nữa đâu. Mà nhớ cái đó, suy luận rất là dễ. Ví dụ 2. Ví dụ 2 thì nó là COO này. COO này. Được chưa? Bây giờ chúng ta nhìn. Bây giờ thầy sẽ cho nó dạng số 2. Dạng số 2 thì có như sau. Đây là CH2. CH2. CH2, được chưa? Thì đó mình lấy cái thằng này axit khác đi, mình lấy axit acetic đi. Còn dưới này lấy axit acrylic, meta acrylic CH2. Nối đôi C CH3. Và chúng ta có thể gặp trường hợp thứ ba nữa, cho đó thầy lấy cho ví dụ 3. Đây. COO, COO. CH2. Đúng chưa? CH, CH3 đó. Bên này mà lấy đây là C3H7 đi, đúng không ạ? Bên này là dưới này là C6H5 đi. Đó. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nói về dạng thứ ba của este hai chất, dạng 3. Dạng 3 đây là dạng đặc biệt, đó là este hai chất nối tiếp. Đây là este hai chất nối tiếp. Rồi, chúng ta coi thử. Đây, nó có dạng như sau. R R này COO R phải COO R hai phải. Đó. Giờ đây thì chúng ta sẽ phân biệt đâu là phần axit, đâu là phần ancol. Phần nào là axit? Phần đầu tiên này RCO, phần này là phần axit. Như vậy chúng ta sẽ có cái phần đầu tiên là RCOOH, thằng này được tạo từ axit. Thằng sau cùng này là gì? R2OH, được chưa? Được chưa em? Còn cái giữa này thì cái phần bên oxy bên trái này là thuộc về ancol, còn oxy bên phải này thuộc về axit. Như vậy nó có R'OH rồi COOH đó. Đây được gọi là este nối tiếp. Dấu hiệu để chúng ta nhận thấy este nối tiếp như sau. Nhận thấy này, xuất hiện cả axit đơn chất và ancol đơn chất, được chưa? Còn cái thằng này là gì? Có xuất hiện tạp chất. Đây tạp chất đây, đó là dấu hiệu để chúng ta biết được este nối tiếp. Ví dụ cho mình hiểu. Ví dụ 1, CH3 COO CH, CH2 CH2 COO CH CH3, CH2, CH3. Như vậy đây chúng ta nhận thấy này, cái phần đầu tiên là đi từ axit CH3, COOH. Trong cái phần este thì em chỉ cần phân biệt đâu là axit, đâu là ancol là em thành công được rồi. CH3, CH2, OH. Còn cái giữa
Oxy bên này là thuộc về ancol, còn cái oxy bên này CO này thuộc về axit. Như vậy nó là CH2, CH2, OH, CO, OH. Dấu hiệu để biết được cái tenotip đó là gì? Nó có cả axit đơn chất và ancol đơn chất. Nó sẽ xuất hiện khi nào? Khi nó có cả axit đơn chất và ancol đơn. Đó. Rồi, đó là dạng thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua dạng hai này. Làm sao chúng ta biết được thằng này là este gì? Este hai chất, đúng không? Được tạo từ ancol. Thì đây, dấu hiệu nhận biết đó là đây. Đó là chúng ta sẽ có một cái ancol hai chất hoặc là gì? Chúng ta biết được có hai axit đơn chất. Còn qua dạng một, để biết chúng ta biết được nó là este và axit hai chất đó là gì? Mình xác định được hai ancol đơn chất thì thằng còn lại là hai chất. Được chưa? Có nghĩa là một trong hai thằng nếu axit đơn chất, nếu axit hai chất thì este đây là este hai chất thuộc về axit. Còn đối với trường hợp hai là gì? Nếu đây là ancol hai chất thì este hai chất này thuộc về ancol hai chất thì thằng còn lại là đơn chất. Còn dưới này là gì? Cả axit và ancol đều là đơn chất thì khi đó nó là este nối tiếp. Đó là dấu hiệu để nhận biết được. Nếu axit hai thì ancol đơn, axit đơn thì ancol hai, và ngược lại, nếu xuất hiện cả hai thằng luôn đều là đơn thì xuất hiện đây là tay dạng đầu tiếp.